good evening, afternoon. Hold on, I'm thinking. Good evening, mag-uwan ka lahat. Mag-good morning, what daw pa. Okay, today is my birthday, my kwet. My kmek nyom, hay ngay ni yo kwet ta nyam buffet. Na da ak khnie khoy mok nyom eh, lang pao ngay ne. Lang mok pao. Lang 2 kilo on pao thaim tiet. Lang 2 kilo. Hay ឥឡូវ buffet ទៀតឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយគិតខ្ញុំមើលខ្ញុំបាក់ចិត្តណាហើយព្រឹកមកខ្ញុំកំខ្ញុំញ៉ាំបាយបានទៅ buffet បាក់ចិត្តអូនេះធាត់អូនធាត់ទៅហ្មងអត់ស្រឡាញ់អូនច្រើនធាត់តែអូនឡើង10គីឡូទៀតនេះហើយឃើញគេ comment ថាអូនជិញបឿបឿហ្នឹងខ្ញុំមានយូរហើយនិយាយទៅខ្ញុំអត់ដឹងធ្វើមកតែខ្ញុំខំហាត់ប្រាណអាអីកាម៉ូតគេធ្វើលិតជាងលិតអីហ៎គេធ្វើគេហាត់អាដើម្បីឲ្យស្រក double chin ហ្នឹងគេមើលទៅលើហើយគេលៀនដាច់ទៅលើអាហ្នឹងគេហៅលិតជាងអង់គ្លេសហៅមកហើយវាអត់ work គេពួកអីខ្ញុំបឿនឹងយូរហើយទោះបីខ្ញុំស្រក់គីឡូមកក៏មុខខ្ញុំអត់ស្រក់ដែរប៉ុន្តែពេលខ្ញុំឡើងមុខខ្ញុំវាប៉ោងធំអញ្ចឹងខ្ញុំបាក់ចិត្តហើយឡើយហ្នឹងទៅយកម៉ាក់ទៅយកម៉ាក់សិនហើយបានទៅតែបងសិតដែរបានទៅតែបងសិតពួកអីថ្ងៃមុនគាត់ញ៉ាំ buffet ហ្នឹងគាត់ប៉ាញោមឥឡូវអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវប៉ាគាត់វិញធម្មតាយើងត្រូវតាមានទៅមានមកហើយចាំខ្ញុំញ៉ាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញជាបាយហើយខ្ញុំពេលបើកឡានគាត់ជួយចិត្តធ្វើអញ្ចឹង So គាត់មានគិតថាយើងភ័យអីណាជួនណាជួនណាគាត់ជួនណាគាត់ប្រឡែងដៃពីរគាត់យកជើងបាល់ទៀតជីវិតខ្ញុំណានៅលើដៃចង្កូតគាត់ like that see stop ខាងបានតបផែអូខេអ្នកអស់ខ្ញុំចុកដៃអត់យល់ try pop mail see you traffic ខ្លាំងណាស់ព្រោះថ្ងៃសុក្រក៣ជួរស្ទះ៣ជួរស្ទះខាងនោះក៏ហៀងណែនៅខាងមកដល់ហើយទៅជែកខ្លាំងណាស់ថ្ងៃនេះជែកទីងួនទៀតម៉ាក់ថ្ងៃនេះគូកណាត់មកអីម៉ាក់ក៏អត់ចាំអីគេឡើយចូលទៅក្នុងសិន Everybody waiting on the line
โอเคว่านี่เบิร์ดเขาคือโปรอ่ะทีนี้ตาเอาได้เป็นสวอปของเบิร์ดจอนแน่นะเรื่องแน่นอนเดี๋ยวไป
chưa có chưa bà Big sister is smaller than me. Big sister. Pembayaran pound. Look at my sister. Oh my god. Oh, not yet. Look at my sister. Big sister got a quarter. My sister. Is that how much? Got to eat by the pema. Tôi mấy cái má cái tí ID ayu mà nó sam chiếng hay. Thế nó mở ID đi. Nó sẽ nó dễ lên đó. Nó cái mình comment ở. Sao mà ID cái mình xuôi không? Ờ mình đi cái Thank you. Mất sự. Mất sự phát có cái problem. Hay cái đồ problem này có phải đi cái thấy tiền. Okay, thank you. That's right. Come on, call now. Bye, my dear. Come on, got to be the whole thing. Look away. My you away. Okay, bye, Thank you. You too. Yeah, can you? Matt, the ball. Kìa đang yên tên này kìa. Chụp. They look like a marching couple. Same black jacket. Chọt kia mày. Bye. Mày chạy nữa.
tiếp tục chung lại nhưng mà trong tục. Mệt. Đừng quên bộ người ha mày. Ha mày rồi đầm mày. Ok cốt. Ok cốt. Ok đã ăn nè là do mẹ tôi đem sang của yo bay bà lạc cả mơ khơi một nhóm này khơi sờ mà đúng chứ. Ok là bữa nhóm mẹ đang tìm hai hai vlog đi cái thè ở đằng thay này đã khi là ở mơ ở đế phù cái tập bị nhằm là hồi ở miền thơ ai ai là ở mơ sao xóm rư bên xóm rụp liền cỡ mông khiông ninh cỡ mông bì xe mình chế chụp đăng đi nà mơ mịt ôn xong tôi chủ mẹ đại ác ni tiền mới nhom nhom cái đa mà thôm nó ao màn họ tới ao màn mà đom nương màn cái đa bỏ cái nào mềm pi cái nào cái đa mùi pi cái nào cái đa mùi trắng ôn nhom à cái đa bay he is sleepy bon nhom à cái đa đọt đâu bọn nhóm ớt đọc maybe hay bọn mẹ khả mẹ nhóm quýnh ớt ớt mùi mà tới hay nó bỏ ớt còn là hốt chạy đạn bỏ ớt bỏ tam ớt bỏ khom thế ớt tầm ớt ớt mà cần nạp thôi mà tới có hốp tịnh mình tên nhóm chứng áo có chạy thay chạy tới ớt khuyên nè đánh ớt khuyên miên mạng rồi có dây ấy chạy bây có chạy tới ớt chân mến ớt khuyên chân mến mệt vô với nhỉ. Nào, còn ớt xây xuống cái luôn thôi, để thấy thế nào mới. Thế thì đó bây có ớt hộp yêu tới, cái bây có ớt tui. Đó bây tui tới, chập cho ai. Mà đợi nhóm, ở lại này cái bây nhóm có bỏ thông thiên nè. Đại tới cái chân này. Ok, được ớt này. Và lạc này bà hai thì ớt xây mình ấy là mới tới cái tập bình nhằm. Hai tên là ưu thật thuật. Chào con này đã ác nhiên đã bàn tâm em và lặng nâng phụ ấy là mong đọc hai nhầm thời một tập kỳ hả ấy. Con này đã ác nhiên đã bàn tâm em và lặng nâng. Hai bà xin chị chơi chất complete check like. Hai subscribe to my channel for more video. And do you have something to say? No. Good night. Bye bye. Okay, bye guys. See you guys in the next video. Bye. Oh wait. Anyway, mệt đai nhom một ngày một nè. It still hurt. Okay, bye.